Đối với cuộc sống hiện đại ngày nay thì không có lý do chúng ta phải ra ngân hàng nạp tiền vào tài khoản các bạn. Chúng ta có thể nạp tiền bất kể lúc nào, kể cả ban đêm luôn các bạn. Nó giúp chúng ta tiết kiệm rất nhiều thời gian và công sức. Mình hoàn toàn có thể nạp vài chục triệu, vài trăm triệu, thậm chí là vài tỷ một cách rất là nhanh chóng. Ở Lifebank của TB Bank có hỗ trợ tính năng nộp thêm cho đến khi nào chúng ta nạp đủ số tiền thì thôi. Đây là một tính năng hỗ trợ cho chúng ta rất nhiều khi nạp số tiền rất lớn. Với kinh nghiệm của mình để kiểm soát số tiền nạp vào, chúng ta nên chia nhiều cọc tiền khác nhau với nhiều mệnh giá được kiểm soát như nhau. Ví dụ mình nạp 100 triệu thì mình chia mỗi cọc 20 triệu nha các bạn. Và hiện nay có rất nhiều ngân hàng hỗ trợ tính năng này như TB Bank, MB Bank, Techcombank, VB Bank và nhiều ngân hàng khác. Như vậy chúng ta hãy tận dụng tính năng này nhiều hơn để giúp tiết kiệm cho chúng ta thời gian rất nhiều các bạn. Và mình là Louis Long Hoàng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.